N39K là loại này. Đây, loại khẩu trang này 139K, một thùng 300 chiếc. Ok chưa? Một thùng 300 chiếc cũng có đen, trắng và màu xám. Một thùng là 300 chiếc. Mọi người mua combo 300 chiếc này cộng 100 cái gì này, siêu tiết kiệm này, 185K. Cái loại này là loại siêu tiết kiệm này. Được chưa? Loại này là loại siêu tiết kiệm. Loại siêu tiết kiệm. Ok chưa? Cả nhà đeo khẩu trang luôn. Vì đi vào cũng phải đeo khẩu trang rồi nhá. Người đeo vào. Đeo cả lên trên trán ấy, chống nắng luôn. Đeo chống nắng luôn. Những ông nào server chưa có màu server chưa có màu server, mọi người bấm tay nhanh giỏ hàng nhé mọi người. Chưa có màu server đâu. Mọi người bấm tay nhanh giỏ hàng. Rất rẻ. Ui dồi ôi, 1.300 đơn rồi. Mọi người bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Đeo màu gì cho đỡ nghiện vợ á? Làm gì có cái màu gì là màu đỡ nghiện vợ. Chỉ có đeo khẩu trang vào thì nghiện vợ thêm thôi. Bây giờ em khuyên các chị như này nhá. Nên mày xuống bên đấy cho anh mấy quả mây lên đây để anh em mình ngồi ăn trong thời gian nghỉ giải nào. Không có một khẩu trang nào là khẩu trang đeo để bớt nghiện vợ. Chỉ có khẩu trang đeo vào để nghiện vợ thêm. Mọi người biết vì sao không? Khi mọi người mua khẩu trang cho chồng mình đeo hoặc người yêu mình đeo, tức là gì ạ? Có 4 lớp: kháng khuẩn, vừa phòng ngừa bệnh đúng không ạ? Vừa đỡ bụi bặm, đỡ hỏng mất cái mũi này. Đúng không ạ? Rất tốt. Và một cái tốt nhất là cái gì? Khi ra đường gặp các em xinh tươi không ngửi được mùi. Đúng không? Không ngửi được mùi tức là gì ạ? Chỉ ngửi được mũi mùi của các bà thôi. Thì phải nghiện các bà thêm, như làm gì có chuyện mà không nghiện nữa. Nhá. Thì đây nói đúng nữa cần gì nữa. Mua cho mình, dặn cả bà hàng xóm là mua khẩu trang nhà đạt villa, chồng mình sẽ nghiện mình hơn, không bao giờ nghiện gái. Ok chưa? Ok chưa? Ok không? Khó thế mà cũng nghĩ ra. Ok, nó là hợp lý luôn. Bấm tay vào giỏ hàng, bấm vào chữ mua nha mọi người.